Thưa quý khán giả, để chở được nhiều hàng quá, một số trường hợp đã tự ý hàn thêm khung sắt phía sau xe mô tô, xe gắn máy vượt quá kích thước cho phép. Tình trạng này đã gây trở ngại cho các phương tiện tham gia giao thông xung quanh và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Do đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã tập trung kiểm tra, nhắc nhở và tiến tới xử phạt nghiêm các trường hợp chở hàng cồng kềnh này. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Những chiếc xe gánh theo cả 100 kg hàng. Để chở được trọng lượng này, xe máy buộc phải cơi nới thêm bằng cách gắn khung sắt có kích thước vượt quá quy định. Biết là luật giao thông không cho phép, thế nhưng người chở thì vẫn có nhiều lý do. Ngoài là phương tiện mưu sinh, thì một số trường hợp còn cho rằng việc chở hàng này chẳng gây trở ngại cho ai. Anh thấy chạy cũng bình thường, nhưng mà mình chạy nhanh nó mới nguy hiểm. Còn mình chạy chậm nó đâu có nguy hiểm mình đâu. Nếu như mình gặp xe người khác, mình tấp vô cho xe người ta qua rồi mình mới chạy. Đúng rồi, chịu khó như vậy. Là nó an toàn cho mình thôi. Liệu có an toàn khi mà phía sau chở theo hàng quá nặng hàng chục ký, thậm chí có thể hơn? Trong khi đó, giá đèo hàng mỗi bên lại vượt quá 0,3 mét kích thước bề rộng được cho phép. Đáng lưu ý hơn, các phương tiện chở cồng kềnh lại thường xuyên lưu thông trên quốc lộ, đoạn An Hữu - Cao Lãnh. Tuyến đường này nhỏ hẹp, đang quá tải về lưu lượng phương tiện qua lại. Việc chở hàng này đem đến những thuận tiện trước mắt, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro mà chính người điều khiển như thanh niên này cũng thừa nhận. Nói chung mà mình chạy chậm thì mình có thể xử lý được, còn nếu chạy nhanh quá thì không thể xử lý được. Nó nặng quá mình thắng nó cũng không có được ăn nữa. Thời gian qua cũng còn nhiều trường hợp người tham gia giao thông là sử dụng xe mô tô, xe gắn máy rồi tự ý hàn thêm cái khung sắt phía sau để chở hàng quá cồng kềnh. Cái hành vi này rất là nguy hiểm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cái tình hình trật tự an toàn giao thông và gây tai nạn cho giao thông cho chính bản thân người điều khiển cũng như là người tham gia giao thông xung quanh. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã nhắc nhở tuyên truyền người dân chuyển đổi phương tiện chở hàng, đảm bảo quy định và an toàn hơn. Sau bước này, lực lượng tuần tra kiểm soát sẽ tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng quá cồng kềnh gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường huyết mạch. Chúng tôi là cũng rất là hết sức chia sẻ những khó khăn vất vả của bà con trong việc mà chưa trang bị được cái phương tiện vận chuyển hàng hóa cho nó phù hợp. Nhưng không vì khó khăn mưu sinh, cuộc sống mưu sinh mà phải bất chấp pháp luật. Pháp luật là mọi người đều phải tuân thủ, không có trường hợp nào ngoại lệ. Là hiện nay là cái tiếng của mình thì mặt đường nó hẹp nhưng mà cái lượng phương tiện đông. Do đó thì mọi người cũng phải tính toán cái việc vận chuyển hàng hóa sao cho nó phù hợp với quy định của pháp luật và lại vận chuyển đảm bảo cái hàng hóa theo cái nhu cầu của người dân. Yêu cầu mọi người là không được chở hàng hóa cồng kềnh. Phương tiện nhỏ nhưng chở hàng lớn, thuận tiện cho mình nhưng rõ ràng đang gây cản trở cho người tham gia giao thông xung quanh. Dù là vì mục đích mưu sinh nhưng an toàn mới là trên hết.